Hai mọi người, lại là mình đi. Xin chào cả nhà, thấy Năm vui vẻ nha. Thì bây giờ mình sáng sớm 6 giờ mấy mình vô game, mình nó chưa reset lại. Thì bây giờ cùng mình đi câu cá nha. Nha, khi nào mình cũng câu hết. Bạn bên sáng nó lên bề cũ không mà không biết hôm nay nó lên con gì đây. Rồi tôi thấy cái thành là tôi không thấy thành vàng là tôi biết nó thôi. Còn bên sáng cũ rồi đó. Vui là chị. Sự kiện quá gần mấy ngày luôn rồi, hơn phân nửa ngày luôn rồi. Và bây giờ nó cầu huyết chán ghê luôn mọi người. Trời ơi, kiểu này mọi người đón xem mình sẽ khôi gì đây. Thư Long à, nản. Ôi anh cá mập, cá mập khổng lồ Megalon. Megalo lo đồn. Rồi bây giờ thì ngày mới đã xong rồi, bây giờ cùng mình đi đập hộp ngày hôm nay nha. Thì trước tiên đi đập hộp á, thì mình sẽ đi vào đây mà trao đổi cá để cho con mèo này để mình lấy xuống nha. Rồi thành quả hôm nay là 276. Khoan đâu, mình sẽ vô cái hộp thư nè. Em mình nhận cái phần quà đấy nè. Ngăn cửa phòng phẫu thuật. Rồi hôm nay được 7 viên kim cương như mọi khi. 1.000 tiền sao, 25 xu. Nhiều đây, 77, 5, vậy là 12 viên. Trời đất ơi, lại thất khu nữa rồi. Có mở hộp cao cấp này sẽ được món gì nha. 64. Trời ơi má ơi, chết chuối. Khó có ai xét. Sao tôi thấy điểm quá vậy ta? Sao hôm nay học được hơn nhỉ? Rồi thì cái hộp sale hôm nay không có gì hết. Chán hộp. Bây giờ y học vẫn nó quay lại nè. Mình sẽ tích kim cương nha. Được 3 viên nè. Nãy nhiều 12 với 3, 15. 300 kim cương. 17 viên hôm nay thu hoạch được 77 viên. Trời đất. Rồi còn mỗi thảo cướp biển nghe luôn nè. Đó luôn, bản thái tập. Gì á, trời ơi. Bắp thăm tiên trà sứ thành tiên. Hình như mình có đồ rồi. Còn thiếu món gì mình quên, không nhớ nè. Ôi, nhiều món này chưa có nè, những thú cưng macaron dâu nè. Ôi, gì lại đã đủ hết trơn rồi. À, lại thêm được một cái khay thịt trà nữa. Thế là đã xong, bây giờ bóc một vài ánh sáng nha. Coi hôm nay tốt mà hay mắn không. À, chú đang ánh sáng. Rồi luôn. Sao tôi nghĩ hôm nay của tôi không được ngon lành thì mọi người ơi. Được 327 xu mèo nè, bây giờ mình sẽ mở lẻ nha. Chết rồi, trời ơi. Còn có 4 món thôi mẹ. Thôi mẹ, ghê đi mẹ. Trời ơi à, lại phải đi không cá tiếp rồi. Xua dữ vậy trời. À, gọi luôn. Hôm nay là hẻo rồi mọi người ơi. Hôm nay không có hơi miếng nào. Trời đất ơi là trời, tôi muốn khóc quá đi. Ok, clip này là kết thúc rồi. Hẹn mọi người ở lúc sau. Bye bye. Bye bye.